Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng đang tiêu tiền trên xương máu của nhân dân như thế nào. Chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam tự tung tự tác tiêu tiền ngân sách vô tội vạ đã nhiều lần được dư luận phanh phui, ví như vụ duyệt chi 11 tỷ đồng cho khẩu hiệu 11 chữ đã phải ngừng lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loại chi phí cực kỳ vô lý vớ vẩn cũng đem tiền của nhân dân ra tiêu dùng, bởi lẽ nhân dân không có quyền gì kiểm soát, can thiệp. Chỉ còn cái quyền lên tiếng thì cũng bị Đảng liên tục đe dọa bỏ tù mỗi năm hàng chục người. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Thông cũng đưa ra thông tin như sau. Hôm qua 27 tháng 11, các báo quốc doanh mậu dịch rầm rộ đưa tin triều đình của Đảng đang tổ chức buổi lễ cực kỳ quan trọng chỉ để trao quyết định nghỉ hưu cho mấy ông bà nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là hình ảnh lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông Hoàng Văn Thụ, một người đã chết cách đây 80 năm, cũng tổ chức cờ hoa rầm rộ. Nếu liệt kê hết vài trăm vị lãnh đạo của Đảng còn sống và đã chết để tổ chức sinh nhật kiểu này, thì vừa tốn chi phí, vừa tốn thời gian, không được tích sự gì cho người dân trong nước. Trước đó, vài hôm, họ cũng làm động tác ấy với mấy ông như nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Sự màu mè, đỏ lẹt, cờ đèn, kèn trống tặng cho nhau những lời nói có cánh là một chuyện, về vấn đề còn ở chỗ họ tiêu tiền của người dân, của cả nước vào những việc riêng của họ. Dân trong nước chẳng được chút lợi lộc gì, thậm chí chỉ có thiệt. Giành quyền lãnh đạo tức là đã giành được biết bao nhiêu quyền lợi cho tổ chức của mình, cho thành viên tổ chức của mình. Thôi thì lúc họ đang phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân đã đi một nhẽ. Dân rộng lòng chấp nhận cho xài tiền, trả đến mức kè rè két rét, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Nhưng theo luật tự nhiên, hết tuổi thì về nghỉ hưu, gọi là về hưu. Ai cũng vậy, đứa công nhân hưởng lương tối thiểu, cũng như ông bà lớn, ăn trên ngồi chốc, lương cao ngất ngưởng, ai cũng có phận, có việc của người ấy, đều là đóng góp, phục vụ, cứ hết tuổi xong thì về. Thử hỏi, cứ bất kỳ người về hưu nào cũng làm cái lễ trọng thể, thì có mà tiền chất cao hơn núi Bà Đen cũng chẳng đủ. Thói đâu có cái thói lấy tiền của dân đem ném vào việc riêng như thế. Sự nhố nhăng này tôi cứ nói thẳng do ông Nguyễn Phú Trọng đầu têu. Những đời cai trị trước chưa có ai làm, cụ Hồ lại càng không làm. Với những người có công, có đóng góp to lớn cho nhân dân, cho nước, cụ không quên, nhưng cụ đến nhà thăm hỏi ân cần, chứ không lấy tiền dân ra mà làm lễ. Các ông suốt ngày nói học cụ Hồ, thực ra chỉ làm trái cụ, mượn hình ảnh của cụ để che giấu bản chất của mình. Đảng chính trị nước nào cũng có, những quốc gia văn minh tiến bộ có hàng chục đảng chính trị. Đảng nào được dân ưa thì đảng ấy nắm quyền, dân hết ưa thì đảng ra ngoài chơi cho đảng khác được dân ưa thay thế. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó đã làm việc chăm chỉ suốt nhiệm kỳ Tổng thống mà không nhận lương suốt 4 năm. Ông chỉ nhận tượng trưng mỗi năm $1. Đó là thứ quyền lợi lớn nhất mà dân đã ban phát cho đảng. Nếu đảng nào cũng cậy thế cầm quyền, lấy tiền của dân làm chuyện riêng, chuyện nhố nhăng, tổ chức lễ cho đảng viên về hưu chẳng hạn, thì coi chừng tự đào huyệt chôn mình. Dân sẽ rút giấy phép không công, chẳng bao giờ ló được cái mặt ra nữa. Lấy tiền bạc của dân mà làm lễ về hưu cho riêng đảng viên, tuy chuyện không lớn lắm, nhưng cũng phải nói ra. Và càng cần phải nói hơn về cái thói vơ vét, lòng tham không đáy, giành đầu mọi thứ lợi lộc, vật chất, tinh thần. Khi sống đã vét, khi nghỉ hưu rồi, về với mẹ đĩ rồi, sắp xuống lỗ rồi, vẫn trắng trợn cấp cho nhau xe riêng, tài xế riêng, chế độ chăm sóc riêng, nhà cửa công sản riêng, tang lễ riêng. Thế lương hưu của các ông các bà ấy để làm gì? Các ông các bà ấy về nghỉ hưu chỉ còn phêu phao thở dốc thì còn đóng góp được gì cho dân cho nước mà bắt dân nước trả tiền đặc cách như vậy. Ngay cả cái huy hiệu bao nhiêu tuổi đảng, phục vụ cho đảng thì đảng cứ đền công, trao hiệu 1.000 năm tuổi cũng được. Gánh cả gánh tiền tới trả công cũng được, chứ sao lại lấy tiền ngân sách chung để chi trả. Xứ này rất nhiều chuyện phải nói, nhưng càng nói ra thì lại càng giận, càng buồn. Nhà báo Nguyễn Thông đã nêu ra nhận định của mình như thế. Chuyện nghỉ hưu của các quan chức lại đem chi dùng tiền dân vô tội vạ vẫn còn đỡ chướng hơn chuyện các quan lớn chết
mà vẫn chiếm đất xây mồ mả to vật vã, mấy chục ngàn mét vuông đất của dân, mất cả đất canh tác, mất cả nơi ở của người dân. Đây là hình ảnh máy móc chuyên dụng thi công trên khu lăng mộ của ông Trần Đại Quang như một đại công trường dự án lớn, chưa kể việc trải nhựa con đường đi đến mộ ông ta được kè đá và có 3 cây cầu bắc qua kênh. Dạo ấy vì có nhiều thông tin trái ngược về diện tích nơi chôn đất cất ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nên nhà văn Tạ Duy Anh và 4 người bạn đã quyết định tìm đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để xem mộ ông quan to, nhỏ như thế nào. Theo ước đoán của anh Tạ Duy Anh, thửa đất dành cho việc chôn cất ông Quang nằm giữa một cánh đồng có chiều ngang khoảng 600m, chiều sâu khoảng 100m, diện tích là khoảng 55.000m², tức là khoảng 5,5 hectare, chừng 15 mẫu Bắc Bộ. Vào thời điểm ông Quang mất, chính quyền địa phương đã hối hả trải nhựa con đường chạy ngang lăng mộ của ông. Lúc đó, những hình ảnh được đưa lên Internet cho thấy đoạn kênh song song với phần đường băng ngang qua nơi mộ của ông Quang đã được kè đá và đã có 3 cây cầu bắc qua kênh. Nay, ông Tạ Duy Anh mô tả, mộ thật sự chỗ chôn ông Quang có hình tròn, đường kính lên tới 10 mét, được tôn cao nên những hình ảnh ông Tạ Duy Anh đã chụp cho thấy người ta phải xây tam cấp. Ông Tạ Duy Anh bảo rằng chưa thấy ngôi mộ nào to như vậy. Ông Đỗ Ngọc Thống, một trong 4 người đồng hành với Tạ Duy Anh thì đi xem mộ Trần Đại Quang kể thêm. Trong khuôn viên của thửa đất nơi chôn ông Quang có bãi đậu xe, có tổ chức phát nón cho khách che nắng, che mưa và có công an gác cả trong lẫn ngoài. Ông Thống tâm tình, ông cảm thấy thỏa mãn vì đã xác minh được một sự thật. Đây là hình ảnh khẩu hiệu của Đảng được duyệt chi 11 tỷ đồng cho 11 chữ tại tỉnh Hòa Bình được báo chí ghi nhận. Còn chuyện chi phí xây dựng ngôi mộ chi tiêu mất vài trăm tỷ thì dĩ nhiên tiền đấy không phải từ đồng lương chính đáng của ông Trần Đại Quang hay bất cứ ai trong gia tộc nhà ông Quang mà ra. Tiền chi kiểu ấy chỉ có nguồn gốc từ tham nhũng, từ những đặc quyền, đặc lợi ăn trên ngồi chốc của người dân mà ra. Bởi ông Trần Đại Quang từng làm tướng cấp cao nhất của ngành công an trước khi lên chủ tịch nước. Riêng chuyện chi tiêu lãng phí của Đảng phải kể nhất là chi cho các kỳ cấp đại hội Đảng lớn nhỏ vừa qua. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã phân tích như sau. Mất bao nhiêu tiền chi phí cho việc tổ chức các đại hội Đảng trên toàn quốc? Số tiền này chắc được Bộ Tài chính có, nhưng có thể ước lượng thô như thế này. Chi phí cho đại hội cấp xã khá khác biệt nhau. Các xã nghèo chỉ ở mức trên và dưới 100 triệu đồng, nhưng cấp phường ở các thành phố lớn trực thuộc trung ương thì có thể chi đến cả tỷ bạc. Lấy mức lương ước lượng thấp nhất bình quân 100 triệu đồng thì trên toàn quốc chi phí cho đại hội cấp xã tốn đến 1.061 tỷ đồng. Chi phí cho đại hội cấp quận, huyện cũng khác nhau nhưng đều tính bằng tỷ đồng. Các quận ở các thành phố lớn có thể chi phí gấp 5-7 lần các huyện nghèo. Lấy trung bình mức thấp cho chi phí cấp huyện là 2 tỷ đồng thì tổng chi phí trên toàn quốc cho đại hội cấp huyện là 1.426 tỷ đồng. Một tỉnh nghèo như Tuyên Quang mà đã dùng tới 2,5 tỷ đồng để mua sắm quần áo cho đại biểu thì tổng chi phí của đại hội Đảng của tỉnh Tuyên Quang phải không dưới 10 tỷ đồng. Đây là hình ảnh tại đại hội lần thứ 13 của đại hội Đảng hồi đầu năm 2021 được tổ chức sau hàng ngàn đại hội nhỏ hơn ở các cấp tỉnh, huyện, xã. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí cho đại hội sẽ rất lớn. Tính bình quân chi phí phục vụ cho đại hội cấp tỉnh là khoảng 15 tỷ đồng, thì tổng chi phí trên toàn quốc cho cấp tỉnh là 945 tỷ đồng. Nếu kể cả các hội nghị trung ương phục vụ cho mục đích đại hội, những chuyến đi công tác của các bộ trưởng ở nước ngoài và trong nước phục vụ cho đại hội Đảng toàn quốc và cả bộ máy chuẩn bị văn kiện cho đại hội Đảng toàn quốc thì con số sẽ lớn vô kể, không dưới vài ngàn tỷ đồng. Hãy chỉ tính 1.000 tỷ đồng. Với mức tính khiêm tốn như trên thì tổng chi phí cho đại hội Đảng các cấp trên toàn quốc đã lên tới 4.432 tỷ đồng. Thực ra con số này còn thấp hơn con số thực chi khi tính đúng, tính đủ. Những 4.432 tỷ đồng đã mua được 886.400 tấn thóc, tức là không dưới 531.000 tấn gạo, nuôi được 3.409.000 cán bộ suốt một năm với tiêu chuẩn 13 kg gạo mỗi người ở những năm thập niên 60 đến 80 thế kỷ trước. Số liệu ước lượng thô ở trên đã không dựa vào một mảng rất lớn,
là đại hội ở các bộ, ban bộ ngành trung ương, các quân khu, các tổng công ty, cấp sở phòng, các trường đại học và hàng chục vạn chi bộ cấp cơ sở. Mà nếu tính đúng, tính đủ cũng lên đến cả ngàn tỷ đồng nữa. Tất cả đều từ tiền nhân dân phải đóng góp bằng thuế mà ra. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Huỳnh Thục Vy bị bắt thi hành án tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Nhà hoạt động trẻ Huỳnh Thục Vy vừa bị cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt đi vào chiều ngày 1 tháng 12 để thi hành án tù đã tuyên vào năm 2018 về tội xúc phạm quốc kỳ. Thông tin trên trang Facebook cá nhân của Huỳnh Thục Vy gia đình cho biết Huỳnh Thục Vy đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 12 năm 2021 và vào thời điểm thông báo được đưa ra, gia đình đã không liên lạc được với chị vì tài khoản Facebook do gia đình Thục Vy tiếp quản và điều hành. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bên phải và lá cờ bị xịt sơn. Thông tin với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào tối ngày 1 tháng 12, ông Lê Khánh Duy, chồng của Huỳnh Thục Vy cho biết việc vợ ông bị bắt là sớm hơn dự kiến khi con thứ hai của ông chưa đủ 3 tuổi, là thời gian bà Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ông đã kể lại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Bắt đầu từ tối hôm qua, mình thấy có 3-4 người an ninh canh trước nhà. Sau đó vào sáng nay thì bên tòa án được giấy tống đạt hủy giấy hoãn quyết định thi hành án. Chiều nay Vy đi thăm bà ngoại lần cuối ở Buôn Mê, đến 4 giờ thì họ áp tải từ trên đó về luôn, về tới trại giam Buôn Hồ là khoảng 5 giờ. Ông Duy cho biết ông đã được thăm và mang đồ cho vợ sau đó và tinh thần của Huỳnh Thục Vy là không có gì bất ngờ. Tuy nhiên ông Duy bày tỏ lo ngại về chứng trầm cảm nhiều năm nay của vợ có thể sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe tâm thần của Huỳnh Thục Vy khi cô phải sống trong môi trường trại giam. Ông nói có một vấn đề là Vy hiện nay đang điều trị chứng trầm cảm, cho nên việc thay đổi môi trường và hoàn cảnh sinh hoạt thì mình nghĩ là sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe tâm thần của Vy. Lúc chiều Vy có đem thuốc trầm cảm theo nhưng họ không cho đem vào. Ông Duy cũng cho biết ông đang lo xin toa của bác sĩ để đem thuốc vào trại giam cho vợ. Nhưng về lâu dài mình ngại nhất là chuyện khi một người trầm cảm phải đối diện với những tiểu xảo từ những bạn tù làm theo chỉ thị thì đó là một thử thách đối với Vy. Vì đối với một người bình thường vượt qua chuyện đó đã khó rồi, mà đối với một người trầm cảm thì đó là một vấn đề lâu dài, Duy nói như vậy. Vụ bắt giữ xảy ra chưa đầy một ngày sau khi bà Huỳnh Thục Vy đăng tải trên trang Facebook cá nhân quyết định đề ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, nơi gia đình bà Vy cư trú, cho biết hủy quyết định hoãn chấp hành thi hành phạt đối với bà, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Đây là hình ảnh gia đình bà Huỳnh Thục Vy với con nhỏ chưa đủ 3 tuổi, ảnh bên phải, và bên trái là quyết định của tòa án buộc bà Vy phải thi hành án bất chấp con bà chưa đủ 36 tháng. Trên trang Facebook cá nhân vào hôm 30 tháng 11 năm 2021, Huỳnh Thục Vy viết dòng trạng thái cùng với ảnh chụp quyết định của tòa như sau. Con mình chưa đủ 3 tuổi mà họ bắt mình sớm đây. Lúc tối họ đã canh gác mình cả đêm. Giờ họ sẽ cho lực lượng xuống nhà bắt mình thi hành án sớm đây. Bà con lên tiếng ủng hộ mình nhé. Mình đi đây, tạm biệt bà con. Trước đó vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, Huỳnh Thục Vy đã bị Tòa Nhân dân thị xã Buôn Hồ tuyên phạt mức án 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Sau khi cô dùng sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2017. Hành động xịt sơn và đăng hình chụp với hai cờ tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội của Facebook với nội dung là phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng của Huỳnh Thục Vy bị cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ cáo buộc là coi thường pháp luật nhà nước. Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Thục Vy là người sáng lập ra tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu là ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Cô cũng là một blogger có tiếng khi thường xuyên lên tiếng viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi bị bắt giam vào ngày 1 tháng 12, cô tỏ ra bình tĩnh và nhắn nhủ chồng mình tập trung lo cho hai con nhỏ chỉ mới 5 tuổi và hơn 2 tuổi.
Đây là hình ảnh tôi xịt sơn lên lá cờ là để bày tỏ thái độ phản đối luận điệu tuyên truyền của họ trước chế độ cai trị của họ. Người dân không vui vẻ, hạnh phúc gì cả. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy giải thích ý nghĩa của hoạt động xịt sơn lên cờ đỏ sao vàng như vậy. Vào năm 2012, khi đó, bà Vy cùng cha mình là cựu tù nhân lương tâm, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn được tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế trao giải Herman Hem để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị. Ngay trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử, nhà hoạt động này, tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở ở Mỹ nói đây là một cáo buộc lố bịch và cho rằng điều này làm tăng thêm sự đàn áp của nhà cầm quyền vào quyền tự do biểu đạt. Đây là một sự truy tố có mục đích chính trị của nhà cầm quyền để đáp trả những nỗ lực không mệt mỏi của Huỳnh Thục Vy trong việc phanh phui những vi phạm nhân quyền của Việt Nam và việc cô có một tài khoản, tức là mạng xã hội, có nhiều người theo dõi. Nicholas Bickling, giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức có trụ sở ở New York, nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức này vào hôm 29 tháng 11. Việc những nhà cầm quyền sử dụng cáo buộc xúc phạm cờ tổ quốc để đàn áp những chỉ trích ôn hòa đã thấy rõ việc đàn áp ngày càng tồi tệ hơn và quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Ông Lê Quyên đã nói như thế. Ông nói thêm, điều thực sự xúc phạm ở đây là nhà cầm quyền thiếu sự tôn trọng đối với các chuẩn mực về nhân quyền và luật quốc tế. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội mới bị bắt gần đây trong năm 2021 chỉ vì bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa nhưng bị quyết định là chống lại chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Việt ngữ vào hôm 20 tháng 11, ông Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói: "Chúng tôi rất quan tâm đến trường hợp như thế. Cô Huỳnh Thục Vy lẽ ra không nên bị đưa ra tòa xét xử vì những tội danh đó. Thật là nực cười khi chính quyền Việt Nam cố tình khép cô Vy vào tội xúc phạm lá cờ quốc gia. Rõ ràng là nhà nước Việt Nam coi trọng các biểu tượng hơn là quyền làm người của nhân dân của chính họ. Phải hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Huỳnh Thục Vy và nếu chính quyền cứ tiếp tục truy tố và bỏ tù cô thì đó là điều mà các đối tác thương mại của Việt Nam và các nước cấp viện trợ cho Việt Nam cần nêu lên với Việt Nam để đòi hỏi Hà Nội trả lại tự do cho cô." Ông Robertson nói rõ ràng Việt Nam chưa tuân thủ các cam kết về nhân quyền đã được ghi trong thỏa thuận thương mại tự do châu Âu và Việt Nam. Ông nói tiếp: "Quan điểm của chúng tôi là còn quá sớm để chung kết thỏa thuận này. Việt Nam phải được cho biết là nước này cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền trước khi châu Âu thưởng tưởng thưởng cho Việt Nam với một thỏa thuận thương mại tự do như thế." Ông Robertson cũng nói trong thời gian qua, không những Thục Vy mà cả gia đình cô, cha và em cô đã trở thành mục tiêu bị chính quyền sách nhiễu, phân biệt đối xử, chấn áp tinh thần, thậm chí bị đàn áp có hệ thống. Đây là hình ảnh bà Huỳnh Thục Vy bên bìa trái cùng các thành viên trong Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chụp ảnh chung với các nhân viên sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 18 tháng 11. Cha của Huỳnh Thục Vy, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, là một tù nhân chính trị đã từng bị giam cầm nhiều năm. Ông Robertson nói tiếp: "Gia đình của Vy đều nói lên những gì họ suy nghĩ. Họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và đứng lên đòi hỏi các quyền của họ. Hậu quả họ đã bị chính quyền nhắm tới và bị đối xử tàn tệ. Việt Nam cần ngưng ngay những hành động sách nhiễu với gia đình này." Phó giám đốc của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đặc trách châu Á còn nói rằng lẽ ra chính quyền Việt Nam phải cảm ơn gia đình họ, Huỳnh và các công dân khác đã chỉ ra các vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt. Chẳng hạn như nạn tham nhũng dưới nhiều hình thức, nạn ô nhiễm môi trường, v.v. để có cách đối phó hay giải quyết. Ông nói tiếp, chính quyền Việt Nam lại đi tìm cách che đậy những hành vi sai trái và vi phạm các quyền của dân thay vì lắng nghe sự thật từ các blogger và các công dân khác cũng quan tâm đến tình hình đất nước. Tôi tin rằng điều quan trọng là mọi người phải chú ý tới vụ xét xử để đảm bảo chính quyền không vi phạm các quyền căn bản của Thục Vy. Tôi cho rằng cả vụ xét xử này là một trò nhạo báng công lý.